Xin chào quý vị và các bạn. Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trên cả nước đã diễn ra với thời tiết tương đối thuận lợi, không nơi nào có nắng nóng. Sang ngày mai, ngày thi thứ hai và cũng là ngày cuối của kỳ thi, thời tiết ở Bắc Bộ có phần oi bức và tăng nhiệt hơn so với hôm nay. Tại miền Trung có nắng nóng xảy ra về trưa và chiều, còn ở miền Nam thì vẫn chủ đạo là mưa dông về chiều và tối. Cụ thể, trong đêm nay và sáng sớm mai, ở miền Bắc khả năng vẫn có mưa rào nhẹ với lượng mưa dưới 5 mm. Từ sau 7 giờ sáng, trời chuyển nắng, nền nhiệt có xu thế tăng dần. Với khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, nhiệt độ là 32 đến 33 độ. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội hay là Phú Thọ mở sang Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ là 35 đến 36 độ. Còn ở Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên là từ 33 cho tới 35 độ. Với miền Trung, ngày mai trời nắng sớm và cường độ nắng mạnh, vì thế dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 36-37 độ. Thậm chí các huyện vùng núi phía Tây như là Hồi Xuân, Thanh Hóa, Tương Dương, Đô Lương của Nghệ An, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Nam Đông, Huế hay là Ba Tơ, Quảng Ngãi, nhiệt độ còn có thể trên 38 độ. Khu vực từ Bình Định cho tới Bình Thuận từ 33 đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang tiếp tục hoạt động mạnh hơn khiến cho cả Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối mai sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi với lượng mưa từ 20 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Còn ban ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn có nắng với mức nhiệt ở khu vực Tây Nguyên là từ 29 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ từ 32 đến 34 độ. Thời tiết cả nước cơ bản vẫn khá thuận lợi để các em thí sinh có thể hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trên biển, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại khiến cho mưa dông gia tăng ở các vùng biển phía Nam của nước ta, bao gồm khu vực giữa và Nam của Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, làm cho tầm nhìn xa thấp chỉ từ 4 đến 10 km. Còn ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, chỉ có mưa ở một vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.